Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả Nam ơi. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chính thức anh Evan 20 tháng 10, ngày phụ nữ Việt Nam anh em à. Và máy chủ này là máy chủ S12, một trong những phiên bản nội công đường môn thân pháp của tem võ lâm công đình chiến Hoàng Anh. Máy chủ có tên là Hồi Ức Thời Trai 1, một trong những phiên bản tái hiện lại một võ lâm truyền kỳ phiên bản đồn xanh và hoạt động duy nhất một tay không kéo xe anh em ơi. Và máy chủ này vừa mới chính thức mình vào lúc 19 giờ ngày 11 tháng 10 anh em ơi. Anh em nào muốn tải game đừng quên truy cập ngay đường link congthanhchiengaysua.com, link ở bên trên nha. Và giờ chúng ta cùng anh Evan nè mày. Chung thì Evan này cho anh em xem sơ qua là đã để xe vào mới nè mày. Nên là nó cũng không có gì khả nghĩ, nó cũng khá là bình thường. Tại vì anh Evan thì nó úp cấp, anh em còn không, anh thì nó sẽ rất là chở. Nên đây là mấy cái này đánh quái đó nè, vòng xanh vòng lao đánh quái đó nè. Nó coi cái nguyên liệu, cái bó hồng đỏ, bó hồng đỏ là Evan tiền vạn. Evan tiền vạn sẽ ép là một vạn và kèm với 50 điểm trên một lần cái thì anh em ép hết thì khoảng tầm 50k điểm, kèm với một ca vạn, 50k điểm kèm một ca vạn sẽ mất tiền vạn nè đó. Còn bình xu á, cái bình xu thì sẽ tốn là không còn nguyên liệu nè, chỉ tốn là 10 xu trên một cái và 50 điểm trên một cái thì 1000 cái ở Evan thì sẽ tốn 10k xu nè. Cái này là mình mua có điểm tống kim nha, 10k xu nha. Còn mua không có điểm tống kim sẽ là 14 xu cho một cái nè. Hiện tại mình đã đủ điểm tống kim rồi thì mình mua theo kiểu đủ tống kim nha. Thì Evan này sẽ được Evan này là bó hoa hồng vàng. Hoa hồng vàng thì mát 1 bó 500 thì 1000 bó là khoảng tầm 500 triệu. 500 triệu thì sẽ up được 2 cấp rồi, sẽ được 2 cấp. Theo khả nghĩ sẽ được hơn 2 cấp. Còn cái này được sử dụng tối đa 200 triệu. Nói chung là mát Evan này tương đương khoảng tầm 700 triệu này mà. Đó. Tổng Evan cả vạn 200 này và Evan su 500 thì khoảng tổng Evan thì sẽ được 700 triệu kinh nghiệm. Để xem là có gì thay đổi không. Chữ quá quen những anh em xem, anh sẽ ra chữ lấy thêm kinh nghiệm này. Cái bộ chữ 5 độ chữ này sẽ gồm anh sẽ ra là giỏ hoa này, sẽ mở ra bắn thuốc lắc này. Giỏ hoa, quốc tửu, bông hồng tím, đồ tốt cá nhân, bông hồng đen, đồ ban hội. Vé số này sẽ có cơ hội nhận ngay 100 kim nha nè. Đó. Anh em cứ giữ lại vé số sẽ nhận ngay 100 kim bảo. Hoa hồng binh, hoa hồng tiềm năng, kỹ năng. Chủ yếu anh lấy hai cái này úp cốc anh em ơi, được mỗi nhân vật được hai cái, tương đương được hai cốc. Thì tinh hồng, bút duyên, thiết là hán, sư lờ, tiên thủ lộ, quốc tửu, thiên sơn, năng lực, quy tóc. Rồi ok, chung là nó cũng giống như những cái xe vừa trước hả chơi, không có gì. Nên mà đầu xe vừa thì cũng thì tinh hồng chủ đạo và họ kỹ năng và tiềm năng đỡ lấy vào ạc thôi. Rồi quy tóc, đại lực đi đánh boss. Rồi tương đối rồi. Sau khi ăn xong thì chúng ta sẽ được vòng sáng là 500 sinh lực và khán cảnh năm khá đẹp. Được đấy. Rồi, dứt nè mày. Và có lần bài boss nè mày, đã có lần bài boss nha. Hiện tại là lần bài boss tiểu, lần bài boss xanh này không thấy nè. Đó là lần bài boss tiểu nè. Tháo lòng một lần 150 vạn sẽ được đồ vào lòng tờ tây kinh, một vũ danh người ta bí kiếm môn phái thiệt tinh. Hiện tại là không thấy lần bài boss xanh nè mày, chưa thấy lần bài boss xanh nha. Đó, chỉ có boss tiểu nè mày. Ok, anh em xem nha. Chưa có lần bài boss xanh. Rồi, dứt nè mày. Dứt. Hồng vàng 10 ca sâu và 50 ca điểm ngàn cái. Ok cũng yeah. Rồi cánh bình quốc tửu thiên sơn này bú nè mà. Thiên sơn nè. Làm bình quốc tửu ăn cho nó thơm rau một tí nè mà. Quốc tửu đâu. Này làm bình 60 xu. Em lại tí nè mà. 60 xu. Cái đi cánh quốc tửu cho xe cái anh em quay lại nè. Này bình quốc tửu cánh cho xe là cái gì. Tí nữa bó đồ đem khuyên lên rồi. Cả xe bó đồ luôn nè mà. Hello em vô nha. Cả xe bó đồ luôn nè. Xe bó đồ luôn. Bó đồ đem khuyên ngay. Ok mà. Ok, bó tử này, thiên sơn này. Ok chưa? Quá tuyệt vời. Rồi, lên Hoa Sơn cảnh kỹ trường nè mày. Một trong những khu vực hải anh Evan khá là nhiều. Và một trong những vị trí khá đẹp nè mày. Đó, let's go. Anh full là đẹp nè mà. Let's go. Quốc tử thiên sơn là đủ nha nè. Chúng ta cùng chờ đợi xem thử ra những vật phẩm gì ở đầu server mấy chủ S12 Hồi Ức Thời Trai 1 nè mà. Mà một trong những phiên bản chuẩn đồ xanh hoạt động duy nhất một tay không kéo xe nè mà. Rồi, bỏ xuống này, dứt thôi. Ok. Chúng ta bắt đầu dứt cái bình nha nè mà. Đây, bỏ hoa hồng vàng ở 20 tháng 10 nha nè, ngày phụ nữ Việt Nam. Ui, kinh nghiệm này, úp cấp anh em ơi, tầm này úp cấp anh em ạ. Một hộp gì đây? Hộp chữ Việt Nam, một viên tinh hồng. Ok,
Tình không có tiền đầu server, tình không có tiền ấy. Viên hiện tại một viên là trên kỳ chọn cắt bán 500 xu này mà. Viên này bán là ngon được 400 xu. Như đây. Ho hồng cái này à ngon. Yes. Mới một cái có hồng cái này nè mà. Cái này là bằng một cuốn vỏ lá một tịch này mà, hiện tại cuốn vỏ lá một tịch server nằm giá tầm 50 kim cho đến 60 kim thì khoảng tầm 3 triệu cho đến 4 triệu một cuốn này nè mà. Quá đẹp, một viên tinh quá đẹp luôn nè mà, viên tinh hồng. Mà giữ quá giữ hộp chữ này tướng này kỳ tí kỳ cứng sao nè mà. Cố gắng tím 2 kỹ năng, 2 tiềm năng là đủ bộ nè mà. Cố lên. Phúc duyên, này phục mấy phúc duyên server này thì server đồ xanh là phúc duyên không còn dùng đến nhiều nữa mà. Phúc duyên chỉ dùng đi làm giả tẩu thôi, cũng không cần dùng đến nhiều. Giỏ hoa gì đây, giỏ hoa bên cứu. Ây, một kỹ năng nữa, yes. Yes, 2 cuốn của Long Tịch rồi, quá đẹp. Quá tuyệt vời nè mày. Quá tuyệt vời. Giờ hoa bình cửu này là mình sẽ ra gia tăng hôn và đốt pháo nữa mà. Hưởng sẽ là 100 triệu và ăn thêm sẽ là 50 triệu nữa. Thêm hai cuốn tiềm năng nữa nào. Hai cuốn tiềm năng nữa nào. Đủ bộ nè. Thiệt tinh, quá đẹp này mà. Lên 90, chắc chắn lên 90 này mà. Quá tiểu đại luôn, có quá tiểu đại bổ đồ luôn. Tiếp tục này mà. Kỹ năng tiềm năng nữa đâu. Kỹ năng cũng được, đi đổi tiềm năng luôn. Hôm nay đổi tiềm năng ok hết rồi mà. Rồi L3 phi tốc, L3 đại lực. Ok luôn, quá tuyệt vời luôn. Đại lực. Có một cái vé số là dành thưởng trăm kim rồi mà. Đi tổ lộ. Cố lên. Tí nữa nhận thêm vòng 6, tặng thêm 500 sinh lực nữa thì võ đan nó khá khỏe nè. Vòng 6 là khá đẹp luôn á. 500 cái rồi nè mà, 500 cái rồi nè mà. Anh em đang theo dõi live, đừng quên để lại cho Khải một like, chia sẻ ủng hộ cho video này nè mày. Kính chúc anh em một ngày mới xem video vui vẻ nha. Đừng quên xem trực tiếp live của Khải một lúc 11:50 cũng như là 19:50 hàng ngày nha mày. Và Khải live xem một đêm đâu, đừng một thiếu tin hơi ít nè mày. Cố lên nè mày. Góc này là góc hoa sơn cảnh kỹ trường nè mày. Đó, một nơi khá đẹp, góc này cũng khá ok nè. Đó, tranh đồ vườn đào rồi. À, hai viên thiếu tin mới nói một viên cho hai viên ngon quá. Thêm vé số nè, tiếp tục nè mày. Hai viên cũng được vài trăm xu này. Ở cái bảo vật thì bán rương là cái kia gì thì tên này là 3,5 nha nè. Mà mở ra này chắc bán được 3 xu một viên. Ô, hơi ít nha, tinh thông đâu. Mình kỹ năng cũng được 2 cuốn kỹ năng nè mà. Như này, cái là hát, nút luôn. Là hát, tiếp tục nè mà. Cấp 1, anh đỡ nạp 4 ạ. Cấp 1 vẫn ăn được nha, đào tiền điện tử. Cấp 1 ăn được nha người nè. Cấp 1 ăn vô tư nha. Cấp 1 anh em ăn chắc là sẽ lên cấp 8x đó. Cấp 1 anh sẽ lên 8x đó. Còn 200 cái. Ui, gì đây? Lại kỹ năng nữa, ngon lành cành đào nữa mà. Lấy kỹ năng đổi tiềm năng được nha. Hoặc là mình sẽ cho con Nga My này mà. Tầm này Nga My cần kỹ năng này mà. Ngon. Cộng dồn nha nè. Cộng dồn là đủ rồi mà. Ngon, quá đẹp. 3 cái cuốn tiền kỹ năng này, 3 cuốn sách rồi này mà. Cuốn này bèo giờ bán cũng vài kêu này mà. Khải ra thế giới 5 kim rút bơ mơ. Ai mua bơ mơ được từ đầu server như thế nào đó mày. Quá dữ luôn đó mày. 3 cuốn kỹ năng này quá đẹp. Lời. Kỹ năng thấy giờ. Ồ, 3 viên thủy tinh quá đẹp luôn. 3 viên thủy tinh rồi. Tiền về khai rao thử 5 kim ai mua nha mày. 5 cuốn nha mày. 1 kỹ năng anh em ơi. Đầu server mà anh em. Ai bú không? Ai bú không? Bằng cuốn sách và lắm một tịch đấy. Bán anh em ơi. Ba cuốn sách và lắm một tịch này. Quá đẹp. Này tương đương là giá trị của nó là tương đương là bằng một kỹ năng bằng một lắm một tịch đấy mà. Nhưng mà anh Nguyên Vinh ăn có ôi tiếp tục một kỹ năng ngon vãi liền. Full Evan là 10, Full Evan sâu là 10 kim nha mọi người. Evan cái vạn là bạn một cái dạng này tương đương ui tiếp tục nữa. Ui lại một kỹ năng nữa vãi lùng xương vậy. What the hell, 5 cuốn kỹ năng. Ui trời vãi. Đang rau, chưa biết. Thử. Chưa biết giá. À xúc rồi mình rau, à xúc bơ mờ nè. À xúc bơ mờ. Một điểm kỹ năng nè. 5 cuốn kỹ năng rồi, vãi luôn, ngon. Lần đầu tiên ở server này mình ăn một phát 5 cuốn kỹ năng nè mấy, vãi chướng thiệt. Không thể tin được. Còn gì quý giá nữa không? Full. Ok. Thì có mấy cái này mình sẽ cắt qua con cờ lon nè mà. Quá dữ luôn. Quá chướng thiệt chứ. Evan trên trang chủ có nha người nam. Công thành chiến ngày xưa trong đấy có nha người nam ơi.
Vãi thiệt. Ok, về chuyển cho mấy cái đồ và không giá trị cho con nghe mi rồi. Mình tính tiếp cái giá trị tiếp theo thử thu được gì vậy nè. Mấy cái bình quá tiểu tưởng đường khoảng 100 xu bình vậy nè mà. Mua thì mua bình tiểu là 60 xu rồi, nên 100 xu rồi. 1 2 3 4 5 6 7 bình là 700 xu. Tiền thổ lộ mua cây dựng cát là 30 xu. Mình cái này mình tính 20 xu thôi. 30 xu đúng không? 20 xu. 20 xu này như bình 3 5 10 15 14 bình cho 15 đi. 15 là 300 xu, 300 xu cái này 700 là 1k. 1k xu nha anh, 1k xu rồi. Mấy cái này đi phong độ bỏ quan bên 1k xu rồi, tương đương thu được 1k xu. K xu rồi thì tinh này. Thì tinh thì mình thu được 3 viên này tương đương khoảng 900 xu là 1k 9. Chiếc tinh hồng này khoảng 400 xu đi. Tại vì cây dẫn cát bán 3-500 thì mình bán khoảng tầm 400 đi. 1k 9 cái này là 2k 3. 2k 3 mấy cái hộp này tính xong. Cái này giả tẩu là 2k 3 rồi nha em, 2k 3 rồi nha. Khó chọn được rồi, 2k 3. 2k 3. Ok. Thường đó đẹp anh em à, thu được 2k 3 rồi nha. Với 10 kim bỏ ra thu được 2k 3 và ốp được 1 cấp hơn em à. 2k 3 này tiếp tục nè. Cái cuối cùng là gì đây? 2k 3 nha anh em, còn mấy cái tí tính xong nha, khui nè. Đó. Đó. Lên 90 2k 3 này, được kháng cả năm nè. Cái này anh em bên ai cũng có. Thường thường thì server mỗi server bán cử chỉ 500 xu nữa mà. Nếu không có thì 500 xu thôi. 2k 3 cái này cho 2k 8. Rồi cục đá phát sáng. Được một boss ngon à. Một boss này, một boss bèo bèo server đầu. Đầu server chắc khoảng 800 xu đến 1 kim nữa mà. Trong 500 xu thôi. Là khoảng 3 kim. Đá phát sáng này ở kỳ chẳng cát mà bán 1 kim một cục thì mình cho 500 xu thôi. Thì tương đương khoảng 3 kim rưỡi rồi. Ủa, mới thu được 3 kim rưỡi rồi mà. Ui. Ngon lành, có thêm 300 xu nữa. 3 kim 8. 3 kim 8 vừa cá nhân đồng server cho khoảng 1 xu đi. Cái này cho anh em 5 xu đi. Là 4 kim 3. 4 kim 3 nha nè. 4 kim 3 nè. Bây giờ mở mấy cái nào nữa. Còn nào nữa. Ủa mấy cái chữ đâu ta. Mấy cái hộp quà đó ta. Ủa sau này mình nhớ có cái hộp quà mình vứt đâu rồi ta. Đây. Thu được gần tương đối 3 kim 8 rồi nè mà. Rồi, mình nhớ có hộp quà, rồi mình đi mở hộp quà. 3 kim 8 rồi. Đây hộp quà nè, hộp quà lấy kinh nghiệm thêm nè. Đẹp anh em ơi, mắt em mình sâu à. 3 kim 8. 3 kim 8, 3 kim 8. Rồi, 3 kim 8 rồi, này coi mình lấy chữ được gì đâu. Đây lấy chữ đúng không? Nè. Phụ nữ nè. Nữ nè, Việt nè, Nam nè, 20 tháng 10 à. Phụ nữ. Ngày phụ nữ Việt Nam à, hiểu rồi. Bao nhiêu kinh nghiệm này. Cái này cắn lấy chữ thôi mà. Ngày phụ nữ Việt Nam. Cái này thì một cuốn là 500.000 kinh nghiệm. 500.000. Ok, cái này đã làm giả tẩu cũng ok. Làm giả tẩu ok. Không chỉ cứ cắn trước này giả tẩu sau nè. Giả tẩu 10 xu nhỏ lẻ nữa. Cái này thì 1 triệu được 1 triệu thành 15 triệu. Còn cái này chữ nữ nha. Nữ là 20 triệu. 20 triệu và 8 chữ là được 16 triệu. Ngon. Việt. 6 chữ Việt. 30 triệu. 6 chữ Việt tương đương là 116 triệu. 3 triệu là 16 triệu. Khoảng này nhiều. Cái này chắc 5 triệu. Đúng rồi, nên 5 triệu. 5 triệu 4 cái là 20 triệu. Nói chung là tương đương cái này được thêm 100 triệu nữa. Ok anh em ơi. Chúng là tổng thu thì khoảng 4 kim rồi. Còn cái cuốn này không biết bao nhiêu tiền đâu. Nói chung là Khải có nói ở đầu server là nó giống cuốn 15 một tịch nè. Đầu server thì server một cuốn 15 một tịch thì nằm giá không tầm 45 cho đến 60 kim. Thì cái cuốn này thì nó được một kỹ năng nè. Giá trị của nó là giống như một kỹ năng thôi. Nhưng mà hiện tại giá trị Khải nghĩ chắc cũng vài kim một cuốn rồi. Ủa không ngờ mình ăn được 5 cuốn luôn nào ơi. Lần đầu tiên mình ăn được 5 cuốn kỹ năng luôn. Quá trướng thiệt chứ. Ok. Cắn nha nè. Cắn nha. Ồ. Cắn nè. Đó. Thấy không. Khác gì 15 một tịch đâu. Ok chưa. Rồi. Mất trong phái ngay. Tạo vọng không. Tạo vọng tầm này hơi yếu, đỏ lên tí nè. Tăng thêm số đao nè. Rồi, 8 tạo vọng. Rồi, đẹp. Tăng thiếu bên này. Rồi, ok. Nói chung là trung bình cho cái này khoảng 2 kim nè. Nói chung là khả năng cho trung bình đi. Nói chung là 10 kim là lời rồi nè. Còn cái là 14 kim máy là nói chung là tính ra thu được 14 kim máy thì là lời đó. Không lỗ nè mày. Không lỗ. Quá dữ. Rồi, cái này ho ra bánh ho nè mà. Cái này ra bánh ho được hưởng chung vậy nè. Này quá bình thường. Nói chung là tương đối. Thu dựng được nếu mà cuốn sách này trung bình một cuốn 2 kim đi thì mình sẽ thu về khoảng tầm 14 kim. Nói chung là ok nè mày. Cái này đỡ Khải đỡ dành cho xe nè. Nghe mười cắn như nè. Rồi quá đẹp. Quá tuyệt vời. Cái này đáng mắt sáng. Ai mua lúc đó sẽ bán nè. Cái này đủ tốt bằng họ được tốt cá nhân. Thì tinh. Quá ngon luôn. Quá đẹp luôn. Giờ hoa này đỡ cái gì mai bánh nè.
Hello, anh em vô nha. Anh em mới vô đừng quên đổ lại cảm lại cho xem hộ cho em ơi. Khả xem là anh Evan này xong nhận được vòng sáng không? Hay là phải anh thêm Evan các bạn nữa? Đã chưa có Evan các bạn như nè. Đã chưa có Evan các bạn, anh xem nhận được. À, khi anh cả hai mình mới nhận được vòng sáng. Hôm đó thì một bạn nó tính là 50k. Hiện tại điểm tống kim khá không có đâu, phải gom vài hôm nha em ơi. Phải gom vài hôm nha. Phải gom vài hôm nữa mới đủ 50k mà anh được các bạn nữa. Evan các bạn thì bó ho hồng đỏ này, một bạn kìa mà 50 điểm. Nếu không có điểm tống kim thì tốn hai cả bạn hơi phí rồi. Để dành điểm tống kim vẫn ok. Rồi, anh em theo dõi video nhớ like chia sẻ ủng hộ mạnh em ơi. Ở những video tiếp theo Khải sẽ làm để anh em xem nha. Rồi thì up được tương đối là một cốc 60% em. Một cốc 60%, quá đẹp. Hiện tại chưa lập được em ơi. 20 giờ ngày mai mới lập được băng em. 20 giờ ngày mai mới lập được băng nha. Ok anh em xem like nhớ đợi lại video này, một like chia sẻ ủng hộ chơi nha em ơi. Ủng hộ tinh thần nha. Quá đẹp em ơi. Quá lời luôn.